trước vấn đề cấp bách của việc đảm bảo an toàn và an ninh mạng thông tin trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Nhiều lĩnh vực ngành nghề của nước ta đang rất cần một nguồn kỹ sư chất lượng cao về an toàn thông tin. Với mục đích đó, thì sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố và trao quyết định cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được phép mở ngành đào tạo an toàn thông tin trình độ đại học hệ chính quy. Đây cũng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam được cấp phép mở ngành học này. Phó Thủ tướng Nguyễn Thị Nhân đã tới dự và tham dự lễ công bố. Theo đó, thì ngay trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2013, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ dành 150 chỉ tiêu để tuyển sinh ngành an toàn thông tin. Theo dự báo về nhu cầu nhân lực an toàn thông tin từ nay đến năm 2020 của thế giới, đảm bảo an toàn thông tin đang dần trở thành một trong những ngành nghề được chú trọng. Với quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020, thì đến năm 2015, Việt Nam phải đào tạo được 1.000 lao động ở cấp độ chuyên gia và theo tiêu chuẩn quốc tế.